Bảo Thy xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Thy sẽ làm một clip nho nhỏ để hướng dẫn mọi người về quy trình dưỡng da vào buổi tối trước khi đi ngủ. Hy vọng rằng clip này sẽ bổ ích và giúp cho các bạn hiểu hơn về quy trình dưỡng da nhiều bước nha. Đầu tiên, Thy sẽ dùng toner Essence Onyx để tẩy trang. Tiếp theo, Thy dùng sữa rửa mặt Onyx với đầu cao su massage thay cho máy rửa mặt, cảm giác sạch đến từng lỗ chân lông. Rửa thật sạch lại với nước nha. Trở lại với bước cân bằng da với nước hoa hồng và essence của Onyx. Thì pha hai lòng bàn tay của mình vào cho ấm, sau đó chắp lên mặt thật nhẹ. Chờ đúng 3 phút cho bước tiếp theo là serum, 2 giọt thôi là đủ. Dùng các đầu ngón tay để massage thật nhẹ nhàng, thắt chặt vào da của mình nha. Và đây là siêu phẩm của Onyx, kem chống nhăn và thâm quầng mắt với đầu massage tự động lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Bước cuối cùng là khóa ẩm, chấm 5 điểm trong gương mặt và massage đơn giản phải không tất cả các bạn? Thi xin được chúc mọi người có một giấc ngủ thật là ngon. Các bạn nhớ nha, cố gắng mỗi ngày tập một chút xíu ngủ sớm hơn. Bởi vì ngủ càng sớm, tầm khoảng từ 10 đến 11 giờ thì đó là giờ mà da của chúng ta được phục hồi tốt nhất. Bye bye.